Em Quảng xin chào toàn thể các bác nhé. Đấy, hôm nay rất là đau họng, cũng nên sóng cho các bác. Em còn có 4 bộ micro giá siêu rẻ cho các bác này. Đấy, bộ này rất là rẻ nhưng tiếng rất là hay nhá. Không phải rẻ mà nó không hay đâu ạ. Chẳng qua là nó đời nó hơi sâu thôi, nhưng mà cũng không phải là quá sâu đâu. Đây là dòng micro mang cái chất âm của những cái dòng mic nổi tiếng như dòng UGX đấy. UGX8, UGX9, UGX8 đời thường ấy, chứ không phải X8 hai la mã đâu nhá, X8 thường ấy. Đây là tay của nó. Đấy, còn 4 bộ thôi. Tay này tay sơn lại rồi nhá, không phải tay zin rồi nhá. Tay em sơn lại rồi, khá là đẹp. Đấy, màu này là màu xám bạc. Đấy, màu này rất đẹp. Đấy, tay sơn lại hết rồi. Nào lại cho các bác cẩn thận, ngon lành hết rồi. Mà giá thì em bán cho các bác sử dụng cái con micro này thì nó chỉ rơi vào khoảng nó sẽ là giá em bán giá cho các bác là 950.000, hỗ trợ bao ship. Bao ship cho các bác. Đây là nó còn nguyên nguyên bụi bẩn nhá, em chưa lau chùi dịp này mà. Đây nhá, nó còn nguyên bóng kính nhá. Cái này các bác bóc ra phát là đẹp luôn. Đấy, đây là bóng kính nhá. Bóng kính nó xước nhá, tất cả đây là bóng kính nhá. Đó. Đây dòng mic này là dòng Tiger, Tiger. Cái như chả biết là tên nó chính xác là gì nhưng mà khó đọc, nói chung là tên nó rất khó đọc. Tay mic nó đây. Đấy, còn có 4 bộ thôi, 4 bộ duy nhất thôi. Côn mic tiếng rất hay, côn mic như côn bay ở côn bay ở màu đen ấy. Đây, xoáy cho các bác này, tiếng con này rất hay. Đấy, chẳng qua là hình thức nó không được đẹp mà bây giờ các bác lại chuộng cái dòng bay ơ, nên là những dòng micro này nó bị dìm hàng. Còn thực tế của nó tiếng hay lắm chứ không phải tiếng không hay đâu. Đấy, đấy, hình thức nó như thế này nhá. Các bác là mua thì liên hệ cho em Hoàng nhá, 950.000 chỉ bằng tiền các bác mua cái bộ micro có dây thôi. Đấy, hai chiếc micro có dây mà các bác mua cái này thì là được không dây. 950.000 được hai tai mic, một đầu thu, hai đầu micro, hai tai mic này và một đầu thu, giá 950.000 các bạn, quá rẻ. Khẳng định các bác là tiếng rất hay, nó không hay các bác cứ trả lại cho em, không vấn đề gì, em bán cho người khác. Đấy, các bác cứ về mà thử không hay gửi lại cho em. Ok, em xin dừng video tại đây nha. Các bác có nhu cầu sử dụng sản phẩm vang số này, micro bãi này, vang số bãi này, thì có dòng chung, dòng giá rẻ này, dòng chung này, nên dòng cao cấp là bên em đang cung cấp những sản phẩm như thế. Rồi, vang cao cấp cũng có, micro cao cấp cũng có, các bác cứ liên hệ trực tiếp cho em khoảng hai số điện thoại trên tấm biển này. Rồi, em sẽ tư vấn miễn phí cho các bác. Rồi, xin chào tất cả các bác nhé.